xin chào các bạn đã đến với video chia sẻ hướng dẫn thanh nhạc của mình. Hôm nay mình sẽ reaction kèm chia sẻ thanh nhạc về một giọng hát rất là hay, rất là nhiều điều thú vị, rất là nổi tiếng. Đó, một giọng ca mà nói tới thì chắc chắn người dân Việt Nam và cũng cả trên thế giới cũng biết rất nhiều. Đó là ca sĩ Hồ Ngọc Hà với ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ trong cái chương trình Lớp Son của cô ấy vào năm 2019 17 đó. Bây giờ mình cùng nhau nghe nhạc nha, rồi một chút xíu nữa mình sẽ hướng dẫn về, mình đưa ra thì mình sẽ nói về những điều hay và hướng dẫn về những kỹ thuật thanh nhạc cái hay luôn của Hồ Ngọc Hà để cho mọi người có một cái góc nhìn tham khảo về giọng ca của cô ấy. Vô cực hay. Lớp Son, chương trình này hội tụ rất là nhiều những ngôi sao, bởi vì Hồ Ngọc Hà là ngôi sao nổi tiếng mà Hồ Ngọc Hà mời các ngôi sao nổi tiếng đến tham gia chung, rất là thú vị, rất là hay. Cả một trời thương nhớ, một trời ngủ ngơ, một trời ngây thơ, cả một đời lầm lỡ để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời, chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi. Trong cơn mưa vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say. Khi cơn mưa bỗng tan, nhìn lại xung quanh chỉ là nước. Rất là tình cảm, các bạn để ý nha. Để ý cái cảm xúc của Hồ Hà khi mà hát bất kể một bài hát nào, cực kỳ hòa mình vào. Nếu để xem nhận như có cuộc đời, yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Hãy ở bên nhau xanh bước chân đôi, cùng đi đến đời gọi là hạnh phúc. Hồ Hà là một giọng ca nữ mà thực ra là nữ thấp luôn, nữ khàn luôn á, chứ không phải là nữ cao, mà hát đô và si rất là tốt. Trong cơn mưa vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say. Khi cơn mưa bỗng tan, nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt. Cần một người bên em lúc này, cần một người đang những ngón tay, cần một bờ vai ấm cho em ngủ say. Mở miệng rất to. Hình như là ai hát mà mở miệng to là hát hay đúng không? Chắc vậy. Cả một trời
luôn, ngục hà luôn. Ok, đó, trong chương trình nó có anh Đàm Vĩnh Hưng nè, đầm lâm các ca sĩ nổi tiếng ha. Rồi, các bạn để ý nè, là giọng của Hồ Ngọc Hà, các bạn thấy là có một cái nét đặc biệt, đó chính là giọng cô ấy rất là khàn, khàn. Đó, mình nghe lại cái đoạn đầu nha. Tại vì giọng nữ nữ thuộc dạng gọi là nữ trầm luôn á, chứ không phải là nữ trung nữa, thuộc dạng là nữ trầm luôn á. Từ những cái bài hát đầu tiên á là đã thấy là giọng Hồ Ngọc Hà rất là khàn rồi. À, nhưng mà việc mà Hồ Ngọc Hà cải thiện cái giọng hát của mình á thì nó có nhiều cái điểm hay lắm mà để mình có thể nghiên cứu và học hỏi. À, các bạn nghe thử nha. Nghe lại nha. Mình sẽ đưa ra những cái điểm rất là hay trong giọng hát của Hồ Ngọc Hà. Cả một trời thương nhớ, một trời ngủ ngơ, một trời ngây thơ. Rồi, yếu tố đầu tiên các bạn để ý thế nào? Giọng Hồ Hà rất là khàn, rất là trầm. Vì vậy trong cái tính chất bẩm sinh của Ngọc Hà, của Hồ Hà thì cái tần số thấp á là từ cái giọng ngực nè, giọng cổ nè, giọng ngực nè, rồi giọng bụng nè, đó là Hồ Hà có. Cả một trời thương nhớ, một trời ngây thơ, một trời bơ vơ. Nó tạo nên cái chiều sâu của giọng hát. Đó là cái hay của những người ca sĩ mà có giọng trầm, giọng thấp, giọng thường thường là giọng nữ trung hoặc là nữ trầm. Đó, thì cái hay là như vậy. Nhưng mà cái khó của những người giờ đó là họ khó có thể hát cao được. Nhưng mà ca sĩ Hồ Ngọc Hà thì khác. Cô đã cố gắng và nỗ lực để có thể hát được, hit được những cái nốt rất là cao. Ha, và với cái sự tình cảm, cái sự dày dặn của cái giọng hát đó kèm theo làm những cái nốt cao nữa, thì đến ngày hôm nay Hồ Ngọc Hà đã xóa được trong cái suy nghĩ của người nghe nhạc, đó là người đẹp hát. Mà thật sự hiện tại bây giờ với giọng hát của cô thì thật sự là xứng đáng, cực kỳ xứng đáng. Mình nói ở đây là thực sự xứng đáng với một ca sĩ chuyên nghiệp. Nếu mà so sánh về chất giọng và sự nỗ lực thì giọng cô cố gắng một chút nữa sẽ lên thành diva chắc chắn, chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Bởi sự phải nói là một cái sự điêu luyện về kỹ thuật thanh nhạc nữa thì giọng cô chắc chắn sẽ trở thành một diva. Với cái bề dày thanh nhạc, với cái bề dày về nhiều năm như vậy, với cái lượng fan như thế và cái sự đẳng cấp trong việc xử lý ca khúc, giọng hát cũng phát triển rất là tốt, nên chỉ cần một chút xíu nữa thôi là con đường mà trở thành gọi là một diva chính thống của Việt Nam luôn đó, thì rất 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 gần với ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Mình thấy rất là hâm mộ ha. Ok, tiếp tục mà mọi người nghe thấy cái chiều dày đúng không? Rồi. Cả một đời lầm lỡ để rồi tan vỡ, chỉ là để rồi tan vỡ. Các bạn có thấy không, cô ấy sử dụng phần trên đây vỡ. Không chỉ là đây mà cô ấy đã mở được các khoảng vang ở trên mặt của mình và trên đầu của mình luôn. Vì vậy mà cô ấy cách âm thanh của cô ấy nghe rất là cân bằng, không chỉ là bị công bị chỉ là quá thấp mà cái tần số cao nó rất là rõ ràng. Để rồi tan vỡ vỡ. Đó, mình nghe lại cái chữ vỡ nè, để rồi tan vỡ nè. Cả một đời lầm lỡ, để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Đó, vỡ vỡ. Các bạn phải cảm nhận được cái âm thanh đó rất là cân bằng luôn. Thì giọng hát của Hồ Hà mới có một cái bước chuyển. Thực sự giọng cô ấy ngày xưa rất là khàn và rất khó hít lên được những cái nốt cao, mà bây giờ là đã khác rồi. Ca sĩ Hồ Hà đã khác xưa rồi. À, ok, rất là hâm mộ. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, cứ thế chỉ rơi. Là nỗi nhớ muốn cất lời, muốn cất lời. Chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi. Chỉ là chịu dày nè. Chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi. Giọng Hồ rất dày. Dày ở đây không phải chỉ là cái khoảng vang ở dưới, mà giọng khoảng vang bên trên là cô đã mở được luôn rồi, nên
đã giọng rất là dày, rất vừa nghe nặng nề tình cảm mà lại rất là bay, chứ không phải là đơn giản là chỉ có nặng đâu, không đâu. Ok, các bạn để ý kỹ nha. Trong cơn mưa vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say. Các bạn có thấy cái nụ cười không? À, trong cơn mưa vẫn thấy là họp hà nhìn xa xăm nè, phải không? Rồi dịu đó, bắt đầu khi mà người về nơi đây là tự nhiên có giống như là cô ấy đang nhìn thấy cái người mình yêu thương vây về và cô ấy cười nè. Trong cơn mưa vẫn thấy không? Đôi mắt nhìn xa xăm nè, các bạn hãy để ý nè. Đó là cái cảm xúc đặt vào trong, hòa mình vào trong bài nhạc rất hay. Trong cơn mưa đó, đó, đó. Đó, nhìn xa xăm nữa không? Người về nơi đây dịu dàng. Đó, dịu dàng mới say là mở miệng cười nè. Đó, một cách xử lý, biểu diễn. Đây là kỹ năng biểu diễn và kỹ năng cái, một cái kỹ năng mà phải nói là những người nào có tố chất một chút xíu là tự động họ sẽ có thôi. Nhưng mà nếu như mình biết, mình vẫn có thể cải thiện được nó tốt hơn ha. Xa xăm, cười, thấy chưa? Đó, họ hòa mình vào trong âm nhạc rất nhiều. Chỉ là nước mắt, cần một người bên em lúc này, cần một người đan những ngón tay, cần một bờ vai ấm cho em ngủ say. Nếu để xem nhau như cả cuộc đời. Đó, lên cái này là lên đây. Nếu đã xem nhau như cả. Rồi, cái chữ cả này là các bạn để ý nha, họ hay sử dụng cái khoảng vang ở dưới ha. Dưới cầm của mình á. Như cả cuộc đời, như cả cuộc đời. Thì các bạn thấy là cái khoảng vang này làm cho âm thanh của họ rất là chắc. À, khoảng vang dưới cầm. Đây, để ý là như cả cuộc đời. Đó, các bạn để ý lại nè. Cần một bờ vai ấm cho em ngủ say. Để ý kỹ nha. Nếu để xem nhau như cả cuộc đời, như cả cuộc đời. Rồi nghe lại một lần nữa xem được đúng không nè. Nếu để xem nhau như cả cuộc đời. Đó, để ý âm thanh dưới đây nha. Chữ bước rất là khó hát. Thì cái chữ bước là đặt âm thanh như thế này. Dưới cầm của mình nè, hạn chế rớt xuống cổ, giữ nó lại. Xanh bước chung đôi, xanh bước chung đôi. Đó, đây là một cái kỹ thuật rất là hay. Các bạn để ý, từ ca sĩ của mình, từ thần tượng của mình có cái kỹ thuật đó, giọng rất dày luôn nhờ cái kỹ thuật đó luôn. Gọi là hạnh phúc, gọi là hạnh phúc. Cái chữ là mà pha âm ơ vô đó, cái kỹ thuật mà mình hay hướng dẫn cho mọi người á, là khi hát á, muốn tròn chữ, muốn dày chữ là pha âm ơ vào. Gọi là hạnh phúc, gọi là hạnh phúc. Đó, nghe thử nè. Bước chân đôi cùng đi đến đời. Gọi là hạnh phúc, gọi là hạnh phúc. Nếu đã xem nhau như cả. Cái chữ nhớ thương ha, cái chữ để là muốn vương cả một trời, là mình phải bắt đà cả một trời nhớ, là bắt đầu âm thanh ở đây nó sẽ cộng hưởng lên phần trên mặt, ở dưới miệng nó sẽ cộng hưởng lên nè. Cả một trời nhớ, các bạn nghe cái màu sắc ở trên đây không? Nhớ thương, nhớ thương. Rồi các bạn nghe lại coi Hồ Hà có cái sự cộng hưởng đó không nha. Nó đây, đúng rồi đây. Nguyên cái vùng này luôn à. Nhớ thương. Hát gồng cứng.
rất là nhiều ha. Ok. Trong cơn mưa vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say. Khi cơn mưa bỗng thấy các bạn thấy Hậu Hà đang thể hiện, đang biểu diễn và đang giao lưu không? Hậu Hà đang giao lưu với mọi người. Nhìn hồi nãy là mình diễn tâm sự một mình rồi, bây giờ chuyển qua đoạn 2 là bắt đầu mình phải giao lưu với khán giả. Không thôi chán lắm. Không thôi là mình cứ quay lại diễn tâm sự một mình nữa thì không ai nghe đâu. Bắt đầu mình sẽ giao lưu với khán giả mà giao lưu trong tâm trạng nha, chứ không phải là giao lưu trong sự lơ là nha. Ok, bằng cảm xúc đàng hoàng. Đó, ánh mắt nhìn mọi người đó. Chỉ là nước mơ. Cần một người bên em lúc này. À, bây giờ giao lưu với bên nhạc nè. Giơ tay bên nhạc ha. Đó, bây giờ cô quay vào sân khấu chính nè. Để làm chủ sân khấu nè. Hồi nãy đi bên trái, xong rồi đi bên phải. Bây giờ cô đứng ở giữa, cô làm chủ sân khấu nè. Rất hay trong việc làm chủ sân khấu nè. Đây là kinh nghiệm biểu diễn. Miệng Hồ Hà hát rất to. Những tiếng yêu hơi. Đây là khẩu hình miệng. Khẩu hình miệng khi mình hát mình mở to ra. Mà mở to ở đây là gì? Mở trên, mở dưới không đó? Mở ngang, mở giờ, mở trước, mở sau. Những tiếng yêu hơi. Đó, chứ không chỉ là mình những tiếng yêu hơi. Mở ngang nó làm cho mình rõ chữ hơn. Đó, mở dọc vẫn phải có luôn, nhưng mà nó phải cân đối. Trên dưới và trái phải là nó phải cân đối. Chứ không thể nào mà cứ mở dọc hết như vậy thì cái đó nó ra một cái thể loại nhạc thính phòng hay là những cái thể loại nhạc khác. Chứ còn nếu mà hát những bản ballad, nhạc nhẹ, nhạc trữ tình, nhạc bóp như thế này thì mở ngang và kết hợp với mở dọc nó cân đối. Nó vẫn rất hay nha các bạn, để ý về cái khẩu hình miệng. Miệng khẩu hình miệng mở to ra. Đứng trước gương á. Đó, đó, đó. Cái nốt đó là nước mía. Pha luôn. Đó, lên tới pha 5. Thì muốn như vậy thì khẩu hình miệng. À, bạn thấy hộp hà không? Đây, nghe lại khúc này. Miệng này đút được 3 cái micro vô. Nha. Đó rồi chứ nhét được cũng cỡ 2 cái đó chứ không phải giỡn đâu. Đó là khi hát là khẩu hình miệng lên cao, nó phải mở căng như vậy. Để nó làm như giống như cái loa phóng thanh vậy đó, cái loa mà cái miệng mình càng to thì âm thanh nó phát ra càng khỏe và càng chắc. Thì lúc đó mình phải giữ được cân đối cái phần âm thanh của mình ha, cân bằng. À, khi mà lên cao thì nhớ là dùng vị trí của xoang mặt nha. Đó, nó lên trên tư là thì đó, thì nó phải có kết hợp phần xoang trán, xoang mặt ở trên, chứ không thôi là nếu mà cứ ở dưới miệng này rồi bắt đầu bạn kéo cái âm ngực lên là coi như là bạn không thể nào bạn hát được đâu. Bạn phải kết hợp cái khoảng vang phía bên trên nữa thì nó mới cao được như vậy ha. Ok, giao tiếp lên to. Ghê ha.
cân bằng rất đẹp ha. Rồi, quá hay đúng không các bạn? Đây là chương trình mà Hợp Hà rất là tâm huyết đặt vào trong đây. Thì cái âm thanh của mình khi hát đó là phải có ở dưới, phải có ở trên, tất cả nó phải cân bằng. Và ca sĩ Hợp Hà đã làm được điều đó để thành công. Và hiện tại bây giờ giọng hát cô rất khủng, rất nội lực, rất cân bằng và rất tình cảm và rất dày dặn kinh nghiệm. Thì ca sĩ Hợp Hà sẽ sớm muộn, và hiện tại bây giờ cô cũng đang ngốc nghếch là ngôi sao có tầm trong, có sức ảnh hưởng ở trong ngôi sao ca nhạc trong giới rồi. Nhưng mà để thêm một bước nữa để chính thức và được tuyên dương trở thành một diva trong làng âm nhạc Việt Nam á, thì nó là một, cần một sự công nhận về sự cống hiến ha, và cái kỹ thuật thanh nhạc của mình nó cần phải chín chắn hơn một tí xíu nữa thôi. Trong giọng hát của cô thì cảm thấy là nó rất là khỏe, rất là chắc chắn rồi, mà còn một chút xíu nữa thì là thành công. Thì đó, thì đó một cái, một mình thấy được một cái sự nỗ lực hơn 10 năm ca hát của Hồ Ngọc Hà. Hơn chứ 15 năm rồi đó, chặng đường rất là dài và thành công. Xóa được, mình nghĩ là hiện tại bây giờ là cái tên mà người đẹp hát với Hồ Ngọc Hà là không còn nữa rồi. Hiện tại bây giờ cô xứng đáng cho là một ca sĩ chuyên nghiệp với một giọng hát rất là thu hút, rất là đẳng cấp, rất là truyền tải cảm xúc rất là đạt, rất là thành công. Thì các fan của Hợp Hà hay là những bạn nào thích giọng hát của Hợp Hà có thể là nghiên cứu thêm về những bài hát, hay các bạn có thể comment bên dưới những bài hát nào hay của Hợp Hà ha, để mình sẽ nghiên cứu và reaction. Với bài hát này mình vẫn cảm thấy là chưa, Hợp Hà chưa có thể hiện hết được cái khả năng của cô ấy. Mình cũng đang tìm hiểu và muốn một số những bài hát nào đó thực sự là khó hơn để cô ấy có thể khả hết cái tiềm năng về giọng ca của mình. Bởi vì một ca sĩ thì giọng ca là yếu tố quan trọng nhất. Thì về giọng hát, về sự mà hay nhất ở Hợp Hà đó chính là cái độ khàn. Cái độ khàn là cái mà kiếm không ra. Có thể bước thời gian đầu nó là cái nhược điểm trong giọng hát của Hợp Hà, bởi vì khàn, nghe rất là mờ và khó có thể rõ tiếng, rõ chữ được. Nhưng mà cô ấy đã khắc phục được, bởi vì cô ấy đã cố gắng nỗ lực và nâng được cái quãng giọng, cái độ sáng của mình trong bài hát. Và từ đó giọng hát của cô ấy sẽ càng rõ ràng hơn. Và hay từ cái nhược điểm đấy mà biến thành cái ưu điểm. Và cái sự thành công hiện tại bây giờ đó chính là mỗi lần nghe ca khúc của Hồng Hà là chứa đựng toàn bộ rất nhiều những cảm xúc, sự cố gắng, sự nỗ lực, sự kiên trì và sự chân thành. Mình chắc chắn Hồng Hà sẽ thành công và trở thành một diva nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam, xứng đáng để cho các nước trên thế giới công nhận ha. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã xem video reaction của mình. Nếu có những các bạn có những bài hát hay, những ca sĩ khác, ca sĩ Hợp Hà, thì cứ comment gửi YouTube bên dưới, thì mình sẽ nghiên cứu và mình sẽ chia sẻ về các kỹ thuật thanh nhạc của người ấy đang nắm trong lòng bàn tay đó. Thì để rồi mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người, để mọi người có một cái góc nhìn và những cái hướng đi tập luyện giống thần tượng và giống, hoặc là giống bài hát mà ca sĩ mà mình yêu thích ha. Xin chào, hẹn gặp lại, cảm ơn rất nhiều, bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé. We'll be right back.